chia sẻ và chỉ cho các bạn nhỏ cái con quay đó chơi làm sao không? Để lấy cây vít gắn vô rồi vít nó ra nó sẽ rơi vòng tròn hoài luôn. Rồi. Khi nào mà nó hết quay được thì nó sẽ ngừng. Rồi lấy dây vít nữa mình quay nó sẽ rơi vòng tròn tiếp. Mà mình chơi cái con quay đó được bao lâu rồi? Chắc là con chơi đến 10 năm rồi. Cái gì? 10 năm rồi. Cái gì? Chơi 10 năm. Con 6 tuổi mà con chơi con quay 10 năm rồi hả? Dạ. Alo, con mới 6 tuổi con chơi 10 năm vậy thì 4 năm trước là ai chơi nè? Chơi trong bụng ấy.